Thứ năm ngày 1 tháng 9. Tin mừng theo Thánh Luca. Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu. Ra chỗ nước sâu. Thánh Alphonso đã nói về sự nhận biết và vâng phục Thiên Chúa như sau: sự vâng phục Thánh Ý Chúa làm cho người ta luôn bình an ngay giữa những nghịch cảnh xảy đến và luôn hiền dịu nhã nhặn với mọi người. Trong bài tin mừng hôm nay, ông Simon vâng lời Đức Giêsu mà ra thả lưới chỗ nước sâu. Thật là một điều lạ lùng, một Giêsu con bác thợ mộc mà nay lại chỉ cho một Simon ngư phủ chỗ đánh bắt cá. Tuy vậy, ông Simon đã tin tưởng và vâng lời Đức Giêsu. Thật bất ngờ, mẻ cá đó nhiều đến nỗi muốn rách cả lưới. Một mẻ cá ngoài sức tưởng tượng của ông và cả các bạn đánh bắt cá gần đó nữa. Giữa những xáo trộn của đời dương thế, đôi khi chúng ta lạc mất phương hướng, không biết bám víu vào đâu để neo đậu cuộc đời. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta biết tin tưởng và vâng nghe lời Chúa phán dạy, ngõ hầu có thể sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy để có thể trở thành người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.